Con dâu mới cưới 2 tháng tố bị bố chồng xâm hại, tình thế xoay chuyển khi cô bất ngờ bị tống giam, lật tẩy âm mưu tinh vi. Sợ bà con hàng xóm dị nghị và sợ rằng nếu con trai không cưới sớm, sau này họ khó có cháu ẵm bồng, ông bà Tôn đã nhờ người mai mối họ Từ, giới thiệu đối tượng kết hôn cho con trai. Mới đây, cảnh sát tại Kiến Hồ, Kiến Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã triệt phá thành công một số vụ án lừa đảo, bắt trọn hang ổ của người phụ nữ họ Trương và các đồng bọn vì liên quan đến hành vi lừa gạt tiền sính lễ, quà cáp của những người đàn ông độc thân. Số tiền bọn chúng chiếm đoạt của các nạn nhân tổng cộng gần 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đồng. Bố mẹ của anh Tôn, 30 tuổi, sống tại Kiến Hồ, thấy rằng con trai đã quá tuổi cưới vợ nhưng vẫn còn độc thân nên cảm thấy rất lo lắng. Sợ bà con hàng xóm dị nghị và sợ rằng nếu con trai không cưới sớm, sau này họ khó có cháu ẵm bồng, ông bà Tôn đã nhờ người mai mối họ Từ, giới thiệu đối tượng kết hôn cho con trai. Trong vòng vài ngày, Từ đã giúp nhà họ Tôn tìm được một người phụ nữ họ Trương, 32 tuổi, đến từ Liên Vân Cảng. Cô Trương ngoại hình khả ái, có vẻ thành thật và cô nói rằng trước đây vì lo kiếm tiền mưu sinh nên đã trì hoãn việc kết hôn. Cô Trương cho biết giờ đây cô toàn tâm toàn ý muốn làm vợ anh Tôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Theo phong tục địa phương, ông chú Trần của cô Trương đã đòi gia đình họ Tôn phải đưa khoản tiền sính lễ là 126.000 nhân dân tệ, khoảng 444 triệu đồng, cùng với các món trang sức bằng vàng. Nghĩ đến hạnh phúc cả đời của con trai, ông bà Tôn cắn răng vay mượn, dốc hết tài sản để chuẩn bị sính lễ. Họ còn đưa Trương đến tiệm vàng, bỏ ra 80.000 nhân dân tệ, khoảng 282 triệu đồng, để mua nhẫn, dây chuyền, vòng tay và một bộ trang sức cô dâu. Hồi đầu tháng 2 năm nay, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Cặp đôi dắt tay nhau đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì Tôn với bàng hoàng phát hiện trên thẻ căn cước của Trương ghi rằng cô 36 tuổi. Tuy nhiên lúc này mọi sự đã rồi, Tôn đành ngậm ngùi tiếp tục cuộc hôn nhân với Trương. Điều mà anh Tôn không thể ngờ là sau khi kết hôn, Trương bỗng trở thành một con người khác hoàn toàn. Từ cô con dâu thảo hiền, Trương giờ đây mỗi ngày đều gây sự kiếm chuyện khiến gia đình lục đục không yên. Đến đầu tháng 4, cả nhà họ Tôn bàng hoàng khi Trương gọi điện báo cảnh sát, tố cáo bố chồng đã cưỡng hiếp cô ta. Trong cuộc điều tra, bố chồng phủ nhận hành vi cưỡng hiếp và nói rằng cô Trương đã chủ động khiêu gợi ông nhưng giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả. Sau đó cảnh sát phát hiện quá khứ của người phụ nữ họ Trương này có đến 4 cuộc hôn nhân, tất cả đều kết thúc rất chóng vánh. Họ đặt nghi vấn người phụ nữ này sử dụng chiêu bài hôn nhân để lấy tiền sính lễ. Qua điều tra sâu hơn, quả thực cảnh sát đã phát hiện được sau khi lấy được tiền cưới và các hiện vật có giá trị, Trương đều dùng mọi cách để ly hôn hoặc để phá hoại cuộc hôn nhân. Tất cả quá trình cưới xin của Trương đều có cùng cách thức. Đầu tiên là ông chú họ Trần hoặc người quen họ Từ giới thiệu cho các đối tượng đàn ông độc thân. Tiếp đến họ sẽ gặp gỡ, hẹn hò nhanh chóng và thương lượng về việc đính hôn, sính lễ. Cuối cùng sau khi kết hôn, họ Trương sẽ lập tức trở mặt, dùng nhiều cách gây chuyện để ly hôn. Hồi cuối tháng 8, cảnh sát Kiến Hồ đã theo dõi đường dây và bắt giữ các nghi phạm Trương, Từ và Trần tại Diêm Thành, Giang Tô. Cả ba tên đã thừa nhận hành vi lừa đảo tiền sính lễ qua các cuộc hôn nhân chóng vánh. Theo lời khai của Trương, cuối năm 2013, sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, cô đã gặp được tên Trần. Vì không có thu nhập, Trương đã theo Trần để bắt đầu các phi vụ lừa tiền mai mối. Được biết trước khi vào nhà họ Tôn, Trương đã kết hôn với hai người đàn ông khác, lừa được số tiền sính lễ khoảng hơn 200.000 nhân dân tệ, khoảng 706 triệu đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.